lần. Và bây giờ chúng tôi xin mời cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời. Thôi mời hai bạn. Mời hai bạn. Đầu tiên thì xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Chào chị Tường và chào anh Quang Bảo. Em là Thanh Phát, năm nay 27 tuổi. Và lần đầu tiên gặp chị là ghi hình bản muốn hẹn hò tập 111. Mình tên là Huỳnh Văn Phát, năm nay mình 25 tuổi. Và hiện tại mình là nhân viên ngân hàng. Em thích bạn gái mà hay cằn nhằn em đâu. Người quen, người quen. Dạ em tên là Thu, em đang là giáo viên dạy trường Trần Quốc Toản. Em gặp anh Phát cũng thông qua chương trình bạn muốn hẹn hò luôn. Lúc trước là hai em là yêu từ offline của bạn muốn đó, hẹn hò. Đó đúng rồi. Coi như là đi giữa offline rồi quen nhau tìm, rồi tìm hiểu nhau. Bạn muốn hẹn hò đặc biệt lắm. Có nghĩa là lên đó thì có thể là có những cặp họ yêu nhau, họ bấm nút hẹn hò nhau trên sân khấu. Yeah. Rồi họ tiến tới hôn nhân luôn. Yeah. Nhưng mà cũng có những cặp ngay trên sân khấu bạn muốn hẹn hò thì họ không bấm nút, họ không hẹn hò với nhau. À. Nhưng mà họ xuống dưới rồi họ phải tham gia cái offline của bạn muốn hẹn hò đó. Rồi ví dụ như bạn này của cặp này yêu bạn kia của cặp kia, gọi là yêu chéo coi nhau. Như là đó. Một cái nơi để chúng ta có đúng thể trò rồi. Chuyện với nhau đúng không? Đúng rồi, vậy thì cái nhân duyên nào mà hai bạn gặp nhau, quen nhau? Dạ, là lúc trước, lúc mà sau khi ghi hình thì em cũng có bấm nút, cũng có thử hẹn hò, em tìm hiểu khoảng 1 tháng rưỡi, sau đó cảm thấy hai đứa cảm thấy không hợp, cũng quyết định dừng lại. Thì thời điểm đó cho tới lúc mà biết Thu là khoảng tầm 100 nữa mới chấp quyết định quen lại. Tại sao mà hai người biết nhau? Tức là em có xem tập của hẹn hò. Dạ, thì có một tập là của một anh thầy giáo là chuyên dạy những cái trẻ em mà khuyết tật á. Dạ, thì em có ép phay ảnh là nói chuyện với ảnh. Thì anh có nói là có những buổi offline này, em nói rảnh thì em đi. Mới đi mới gặp anh này. Mà lúc đó là anh kia đang thích cô này, dẫn cô này đi theo. Cuối cùng là em cúp ngồi trên lưng ngựa. Trời ơi, ơi. Cái này là kinh nghiệm xương máu của các bạn trai. Nhớ nếu nha. Muốn hẹn một ai đó đi chơi là chỉ có dẫn riêng đi thôi. Cướp người trên lưng ngựa, câu này hay quá. Quá xuất sắc. Nhưng mà lúc đó cái động lực nào mà em có thể là bỏ cái anh kia mà em theo anh này dữ vậy? Với anh kia, anh thầy giáo kia là chỉ là tìm hiểu thôi. Tìm hiểu. Dạ, tại vì em cũng thấy là phân vân thầy giáo này đó. Tại vì anh có nhiều cái đính mà em thấy không có hợp. Dạ, cho nên chỉ là ở mức độ tìm hiểu thôi. Dạ, thực sự không phải có động lực gì hết. Tại vì lúc đó là em cũng không ấn tượng gì với anh này luôn. Tại vì anh bước vô quán cà phê mà chân anh bị giống như là cà nhắc bị què vậy chị. Mọi người rất là ốm yếu nữa. Anh nói trời, con trai nhìn vừa đã ốm rồi mà vừa bị què nữa. Thôi, em không quan tâm. Ủa sao bị què em? Dạ, lúc đó là em mới bị té xe. À. Té được 3 ngày rồi thì ở nhà nó hơi buồn mà da non nó đang mọc á chị, cảm thấy bức bối khó chịu quá thì lên fanpage của bạn muốn hẹn hò thấy bữa nay có upline ngày chủ nhật cũng rảnh quá, em chạy từ bên kia xuống. Cuối cùng lúc về á thì em thấy bên kia đường cái cô này nãy giới thiệu là cô tên Thu. Không để ý nhưng bây giờ thấy dáng đẹp mà trắng trắng em là thích. Là em tìm một cách là trên Zalo và em nói chuyện riêng. Thì nói chuyện đâu đó khoảng hơn 1 tuần. Rồi cái lần hẹn hò đầu tiên của hai bạn là lúc nào? Có hẹn ảnh là đi ăn. Nó là bây giờ em chọn quán nào gần nhà em đi. Anh ở Hóc Môn còn chị em ở Tân Phú. Là em hẹn ảnh lúc 7 giờ tối. Thì đó trời cũng bắt đầu mưa rồi. Thì em nói là bây giờ em gần thì em chạy ra trước. Ảnh xa em chạy ra sau cũng được. Thì là lúc em đợi ảnh là đợi từ hồi 7 giờ đến 9 giờ em mới tới. Thế là em bị leo cây đến gần nói chung hơn tiếng đồng hồ. Sao kỳ vậy? Mà có quán ốc mà chị tưởng tượng là đó là nhiều người nhậu, người uống bia đúng không? Mình con gái mình ngồi mình kêu ốc mình không dám ăn, có mình anh ăn mình rất là kỳ. Tại sao mà hẹn mà dạ đúng rồi. Tại sao mà tới gần 2 tiếng đồng hồ lận? Cái mặt này là lỗi tại em thật. Lúc đó em bị nhớ lộn giờ. Anh nói là anh đang trên đường đi, đợi anh chút. Là em đợi anh đến 9 giờ luôn. Trời, có ai lần đầu con gái hẹn mình đi ăn mà 9 giờ tối đâu? Dạ đúng rồi. Trời ơi, em nhẫn nại quá chứ chị tới đó chị đi về mất tiêu rồi. Cái anh về đó. Trời, không, em cũng đáng lẽ là khi mà bạn này vừa tới nơi là bạn phải đi về liền. Dạ. 7 giờ ai mà ngồi chờ đến 9 giờ rồi. Lúc em vô, lúc em vô em làm gì vô, cái thái độ em lúc đó làm sao? Dạ, lúc đó vô cũng hối lỗi nhưng mà cái mặt em hối lỗi hơi mắc cười. Tức cười nó xin lỗi anh, xin lỗi em là trời mưa lớn quá anh vô trễ. Rồi anh ngồi xuống luôn. Lúc mà ngoài ấp nói chuyện với nhau á, em cảm giác như anh chàng này tự cao quá chị. Mà em rất là ghét con trai mà người đàn ông mà tự cao quá. Ảnh khoe rất là nhiều thứ, nổ bùm lắm như chị. Vậy hả? Mà là có nổ thiệt không? Thì tất nhiên là mình nghe là biết là không có thật, nhiều cái không thật. Ví dụ anh nói là ảnh quen rất là nhiều bạn gái, nhiều bồ lắm. Cung nào anh cũng quen hết trơn rồi, trừ cái cung Bạch Dương quen là anh chưa quen thôi. Trời ơi, sao em đi cô gái mà em rảnh vậy? Đem chuyện cung bạn ra nói luôn. Lúc đó không để ý chị, lúc đó là mình đang có hứng quá. Em bị một cái tật rất là lớn, là em mỗi lần em hay có hứng em hay bùm lắm. Bạn cung gì? Em cung Song Tử. Song Tử với Bạch Dương đấu hả? Không. Chị bảo
Không thì tại vì người ta nói chuyện cung bên đây thì em mới nói chuyện cung vô mà. Không thì điểm đầu không hợp, bây giờ ta hợp rồi. Người ta quen tất cả các cung mà người ta anh không cưới, bây giờ cung này không hợp người ta mới cưới. Thì đó. Đó. Anh ơi, anh sẽ cưới vợ khi nào bạn gái cũ anh cưới hết đi đã, có chồng hết đi đã rồi anh mới cưới. Bây giờ bạn gái cũ em cưới chồng hết chưa? Người bạn gái cũ cuối cùng lấy chồng hôm nay gần một năm. À. Cái bạn nữ ghi hình chung luôn á, cũng lấy chồng luôn rồi chị. À. Tháng một. À, rồi, chứ, à, rồi em có định đợi bằng này là lấy chồng luôn không? Dạ không. Sao chị cũng giống em quá vậy. Rồi sau cái lần đó thấy anh bùm vậy rồi tự nhiên sao còn nói chuyện lại? Ghét, tại vì em ghét quá. Ghét rồi mà còn hẹn chi nữa. Em nói là trước khi mà mình xù ông này á, mình phải dập cho ông hết tự cao. Tại vì còn ông con trai mà tự cao quá em rất là ghét. Cho nên là sau đó em rút kinh nghiệm là bây giờ ông tự cao quá thôi cho ông dập mưa khoảng 10 lần. Dạ. À lúc đó là mùa mưa phải không? Dạ, chuyện mùa mưa. Lần cuối cùng mà nặng nhất là anh nửa bánh xe luôn. Lúc đó chị là trên đường em qua tới nhà Thu là khoảng tầm đâu đó là 5 cây mà nó tắt máy là em dẫn bộ hết 2 cây rưỡi rồi. Em có thấy đám đuối. Lúc đó là em nhìn vô tiệm xe em nói thôi bây giờ mình sửa xe xong mình đắt cái gì ra, nhưng mà như vậy nó không có thành ý nên mình sẽ dùng chiến thuật á là mình thuê một chiếc xe đẩy mình đi tới đó mình dẫn bộ vô. Trời ơi cũng có chiêu ăn gan nhưng chóng. Cuối cùng là dẫn tới chỗ thì ứa mình đâu thấy tội lắm. Ủa mà cô biết chuyện này chưa? Lúc quen là kể tất cả. Từ cái lúc nào là em quyết định em chọn em yêu anh này luôn? Đến ngày thứ 10 em cho dầm mưa là em quyết định gặp mặt luôn, là em tính là em không muốn quen anh này nữa. Hả? Dạ. Là sao 10 ngày dầm mưa là định gặp để mà nhập là từ chối luôn ấy chị. Tức là anh có quen anh người cũ này là cũng quen cũng lâu rồi, tức là cũng được 3 đến 4 năm luôn. À. Thì trước đó một ngày là em biết là anh này cũng đang tìm hiểu một người. Dạ thì đến ngày anh gặp anh Phát vậy nè thì em cũng thấy là mệt mỏi quá, tại em quen nhiều người mà em vẫn còn nhớ người cũ nhiều quá. Dạ. Cho nên em quyết định là em sẽ hôn luôn, em không muốn tìm hiểu ai nữa hết. À. Rồi lúc đó anh sao? Lúc đó ác lắm, lúc đó ác hỏi ngày thứ 10 á là sẽ gọi điện. Hôm nay anh có bận gì không? Nó không. Anh rảnh. Nó nói đúng rồi. Vậy là 8 giờ nay chạy qua nhà em đi. Anh muốn chuyện muốn nói với anh. Em hay cục ngay tại đó. Em cũng hồi hộp. Em nói là bữa nay thế nào ta? Nếu mà qua cách nói chuyện em nghĩ là có hỏng lành. Rồi sao nữa? Tới bữa thứ 10 thì cũng chuẩn bị phòng qua. Tức là trong tư thế là bây giờ là qua sẽ thất bại. Nhưng mà ít nhất á là mình còn kéo được xíu nữa thời gian và mình muốn là tại sao cô này là không đồng ý mình. Thì lúc anh nói chuyện thấy mình cũng chân thành nữa. Thì em mới nghĩ là thôi bây giờ là người ta cũng có người mới rồi thì bây giờ mình cứ thử tìm hiểu người này coi sao. Cuối cùng tới lúc mà chốt vấn đề á thì em hỏi là tại sao cô này nói là bởi vì mình em nghĩ là mau quá nên cần thêm thời gian. Cần thêm thời gian, anh đồng ý cần thời gian, tuy nhiên thời gian đó là để mình tìm hiểu thêm ở một vai trò khác chứ không phải là tìm hiểu ở vị trí này nữa. Cô này chấp nhận là đồng ý. Em nói câu ảnh là chào mừng anh đến thế giới của em đó. Coi như bữa đó là chính thức là quen nhau đó. Dạ. Rồi bao nhiêu lâu sau nữa thì hai bạn mới có ý nghĩ là mình tiến tới hôn nhân? Sau lần đó thì lần thứ 11 em chạy lần qua thứ 11? Dạ. Coi như là mới gật đầu đồng ý cái gặp ba mẹ liền luôn vậy hả? Nhưng mà từ cái lần mới gặp mà tới lần thứ 10 mà hẹn trời mưa đó là kéo dài trong bao lâu? Tức là cũng hơn tháng. Có hơn tháng. Nó ngạc nhiên luôn mà, tại vì mới đầu em cho ngồi đứng ngoài đường thôi, em không cho vô nhà. Như anh này cứ băng băng vô nhà luôn, anh làm bốc cháy luôn, đối với gia đình, tức là ông làm lẹ lắm, đó là công khai ba mẹ em biết luôn. Rồi em không có nào mà em có thể ngưng được làm gì hết trơn. Anh em vô em làm gì? Dạ, đó tại vì nó cho chỗ này, lúc trước những người trước đây em quen á thì em hay làm kiểu là em quen một thời gian rất là lâu, cũng có người quen 8 năm. Lúc đó em nhát lắm, em không dám vô gặp phụ huynh, mỗi lần đặt vấn đề người lớn là em hay né, em sợ gặp người lớn không biết nói gì, thì em hay tìm cách em né. Thì lần này rút kinh nghiệm lần này rồi, mình khi bắt đầu với Thu á, em nghĩ là đã tới thẳng gia đình luôn. Thẳng gia đình. Và em nói thẳng luôn, ở góc độ là xin phép quen trước. Xin phép quen trước. Còn nếu mà sau thời gian được thì đặt vấn đề luôn. Và bữa đó anh qua là em đặt vấn đề ở cô bác cho con tìm hiểu một năm. Rồi trong năm đó nếu không có vấn đề gì thì đúng năm đó là cưới. Thì tháng 12 là cưới. Nhưng mà từ lúc mà em nói chuyện với ba mẹ của Thu như vậy thì có bị phản đối gì không? Trời, ba em khoái lắm chị. Hả? Trời, ba em mừng lắm. Tại nhà em ba đứa là ba đứa con gái lận. Em là lớn nhất cho nên ba kêu rước được cái nào hay cái đó. Trời ơi. Nhưng mà từ có nghĩa là gia đình bạn là đồng ý. Dạ, ba rồi em đồng ý. Lúc nào thì em mới về gia đình của Phát? Tại em cũng đắn đo quan đúng vậy, tại vì thời điểm đó thật sự ra là em chưa sẵn sàng để em quen Phát, nên là vẫn quen tìm hiểu thôi. Thì lúc đó là em dặn Phát là phải giấu, tức là giấu mọi người luôn, không cho ai biết hết, tức là có đăng lên mạng hay gì đó thì phải che cái mặt em lại. Dạ thì anh nói ok anh che mặt em lại, nhưng mà có điều là
Bữa hôm đó là ảnh che mặt em thiệt, nhưng mà ảnh tát em qua luôn. Thế là em cố tình đúng không? Dạ. Cái đó đã che mặt em lại rồi mà tát em qua cũng như không. Dạ. Có thể là cuối cùng ra mọi người cũng biết em. Lúc em không nghĩ em làm xong mới nhắc, em mới nhắc à thì ra cái này mình hay quá tự nhiên. Sao? Em có ý từ đầu chứ đừng có cái chuyện mình không hay. Dạ. Cái đó cố ý đó chị. Em nghĩ vậy luôn á, cuối cùng ra là mọi người biết hết, mọi người mới hỏi, dồn dập hỏi vậy đó. Nhưng mà lúc nào thì hai bạn mới bắt đầu cảm thấy mình yêu nhau thật sự và cầu hôn với nhau? Ai cầu hôn ai? Lúc mà hai đứa mà cảm thấy mà đáng nhớ nhất á là lần hai đứa đi du lịch hồi Đà Lạt tháng 2 năm 2016. Tụi em đi phượt mà giấu gia đình luôn, đi phượt nhưng mà đi từ lúc 7 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm mới tới, là đi liên tục 15 tiếng mà chị nghĩ có đúng nửa tiếng. Tôi đi có 6 tiếng mà. Dạ. Anh đi với bọn tóc rất là dễ thương, tức là đi đường đèo anh đi có 10 km, 20 km/h. Dạ, còn đường mà vắng anh cũng đi có 20 km/h. Cái cỡ nào anh cũng đi là có 20 km. Là sao, là vừa đi vừa nói chuyện, nắm tay là coi như là đi ngắm cảnh với nhau đó. Trước thời điểm mà em quen Thu á, là trước đó 3 ngày em bị té xe. Em té xong cái chân này nát từ trên xuống dưới luôn. Rồi sau đó 1 tháng nữa quen xong té thêm một lần nữa cũng bị nát thêm phần nữa. Để từ đó tại sao là sợ, em sợ cho xe nhanh là bị nhát tay. Vậy thôi thì đi phượt thì chi. Dạ liền lắm chị, mà rủ em đi nữa, mà đi hai đứa giấu nữa không cho ai biết hết. Đó khóc quá trời luôn. Ai khóc? Em khóc. Sao khóc? Tại vì vừa lạnh chị, lúc đó là cảm giác là lạc, lúc đó là cũng khoảng em nghĩ chắc cũng không đổi hay sao, em biết nữa, em lạnh run cặp vậy nè. Mà vừa run mà vừa đói nữa, tại vì đó là 9-10 giờ đêm rồi, hai đứa chưa ăn gì hết trơn á. Thì mình đó không có khách sạn, không có chỗ ở, tại vì Tết á, giá phòng nó rất là mắc, hai đứa không kiếm có. Thì em lại lo nữa, tức là buồn ngủ lắm rồi, mệt lắm rồi. Thành ra là ảnh nhớ có chỗ cô bán sữa đậu nành, nổi tiếng ở Đà Lạt lắm. Cô bán đậu nành có thấy tội quá, hay là có cho hai đứa ngủ ở nhà cổ. Em vừa uống sữa đậu nành, em vừa khóc lần hai. Lúc đó khóc, khóc. Khóc chị, bù lu bù la. Khóc, em thấy tội quá. Lúc đó tự nhiên em nghĩ về bản thân mình á. Nhất là mình đã dẫn con gái người ta ra khỏi nơi mà sinh sống vậy, thì mình nhất là mình phải có trách nhiệm tại thời điểm này. Thứ hai nữa là em nghĩ xa hơn xíu, thời điểm đó mình có trách nhiệm có cuộc đời được không? Bắt đầu em suy nghĩ những vấn đề, những mối hệ của em. Thì trong ngày hôm đó, trong buổi đó hôm đó thì em nằm em ngủ không được, em thức tới 2:30 sáng mà em suy nghĩ, cũng suy nghĩ chuyện này chuyện kia. Cuối cùng là sau bữa đó, sau sáng thức dậy là quyết định là hôn nhân. Tôi lúc nào em mới cầu hôn Thu? Dạ cũng cái thật em là em hay quên. Trời đất ơi, cầu hôn mà quên. Nói chung là ảnh quên đến mức mà nhiều khi là kỷ niệm hai đứa ảnh cũng quên luôn, không nhớ cái gì hết chị. Cuối cùng là bạn còn nhớ được cái gì trong mối tình này? Cái tính em hay quên, nên mỗi lần em muốn cái gì á thì em phải ghi ra giấy. Nhưng mà mỗi lần em bỏ quên cuốn sổ là em quên luôn, em không nhớ bữa đó em phải làm gì. Trời ơi, không thật nhớ làm gì, nhưng mà rồi đi chung rồi không có cầu hôn mà có tân hôn không? Dạ chưa. Chưa hả? Có không? Dạ chưa. Quên luôn hả? Cái nào hay quên, nhưng mà cái đó là nó thuộc về cái nó phải đúng thời điểm và nó tại vì em quan niệm truyền thống chị, em đi dạy á, cho nên nhiều khi là ở mặc dù ở khách sạn chung nhưng mà hai đứa ở chung một phòng luôn, mà em nói là chị sắp cái nào mà hai giường á chứ đừng để chung một giường. Dạ. Hai giường mới chịu, còn nếu không nên ra chỗ khác. Cho nên đêm đó là không kiếm được phòng là vậy, cuối cùng cô bán đậu nành mới cho ở nhờ nhà cổ đó. Dạ. Rồi ở chung nhà cổ thì chung một giường hay là hai giường? Vẫn có hai giường. Hai cái nệm riêng. Dạ, tại vì cô bán cả đêm nhà cổ nên... hay quá ha. Dạ. Tự nhiên cái vô tình quá ha, cái mình sẽ đắp trước vậy đó. Sẽ đâu mà hay vậy. Hai đứa ngủ nắm tay nhau ngủ được. Ok. Nhưng mà rồi cũng... giờ tới giờ tại sao chưa cầu hôn? Dạ, em mà... cũng hiểu nói anh. Bây giờ đã quyết định cưới là em chọn ngày cưới đại nhà hàng chụp ảnh cưới rồi 24 tháng 12. Dạ đúng rồi. Sao tính cưới hết rồi mà chưa cầu hôn là sao? Cái này nó ngược quá vậy. Dạ em cũng thấy vậy đó. Ủa là giờ cầu hôn chưa? Dạ chưa. Ủa sao vậy? Trời ơi quên, mà từ tháng 2 năm ngoái cho tới bây giờ. Nhưng mà từ cái lúc đó, coi như từ cái lúc ấn tượng ở Đà Lạt đó đi, cho đến tận bây giờ thì hai bạn có những cái lần nào xung đột gì dữ dội, hoặc là cái gì mà hai bạn không hài lòng với nhau? Dạ, tại vì em nói thật ra là em rất là giận ảnh, tại vì ảnh tính anh hay quên, giống vậy đó. Ảnh hay quên nên thành ra là suy ra là ảnh vô tâm luôn. Dạ, ảnh rất là vô tâm trong rất là nhiều vấn đề. Ngày lễ tốt nghiệp của em, tức là em học thêm cái bằng 2 nữa, em báo ảnh trước 2-3 ngày rồi. Mà cuối cùng là đêm hôm đó anh đi chơi với lại nhân viên, với lại mấy anh chị trong ban quản lý á. Anh đi chơi rồi anh ngủ ngoài, anh quên mất luôn. Em giận, tức là em im luôn, không nghe máy luôn. Tự nhiên hay không, người ta có chồng rồi có người yêu tới tặng bông tặng hoa, mình đi mình lên. Tôi kỳ vậy em, xem vô tâm quá vậy. Buồn lắm chị. Xong rồi mà có thể quên coi như là quên bất chấp luôn vậy. Dạ. Tức là quên đó, rồi em điện thoại, anh tức quá em điện thoại anh mới chạy lên. Lên cũng mua bông, mua quà tặng. Thì cái lần mà giận mà nói là đỉnh điểm, mà em thấy là em tuổi thân nhất luôn á, là cái lần mà kỷ niệm hai đứa quen nhau. Trời. Rồi cuối cùng em quên hết luôn. Khoan, bây giờ cho hỏi một câu nè. Hỏi riêng Phát thôi.
Có khi nào sau này mình lấy vợ xong là mình quên luôn mình có vợ không? Ai cũng nghĩ vậy. Làm bận việc quá, đi du lịch xa quá xong thì không biết mình có vợ ở nhà hay không nữa. Cái này cũng anh cũng xin lỗi em ở nhiều chỗ, nhất là anh tính là cũng vô tâm. Nhưng mà chắc cũng nhờ chương trình này là anh biết là cái điều này nếu lặp lại nhiều lần quá thì sau này chắc chắn không tốt cho hạnh phúc gia đình. Đúng. Đúng rồi. Bây giờ làm sao mà khắc phục được cái chuyện đó bây giờ? Mà em, anh chưa khắc phục được mà sao em đồng ý lấy anh chi vậy? Tại vì em thấy anh có phấn đấu và là nghiêm túc trong mối quan hệ của em với anh. Trong tất cả những mối quan hệ em quen, những người em quen á, thì họ đều hẹn em là đợi năm 30 tuổi rồi hãy cưới, hay là đến khi nào mà có sự nghiệp rồi hãy cưới. Vì anh này là chắc cú năm nay là phải cưới, rồi cưới bằng được em luôn, là làm mọi thứ cố gắng để mà cưới bằng được em. Thì em thấy anh này là có chí tiến thủ. Còn cái tính vô tâm của anh có thể là khắc phục từ từ cũng được. Coi như là tuy là vô tâm nhưng mà có cái sự kiên định. Dạ. Và hứa thì cố gắng làm. Dạ, đúng, rồi. Đúng không? Dạ. Thôi vậy cũng được. Bây giờ nếu như trong chương trình ngày hôm nay em muốn nói một cái điều gì đó với vợ tương lai của mình thì em sẽ nói gì? Em mong muốn điều gì? Cho em hành động nữa. Được, em muốn làm gì em làm. Bây giờ chỗ này là của em. Tại vì ảnh vô tình và vô tâm rất là nhiều thứ. Nhưng mà ảnh nói ảnh an tâm như vậy em xúc động, anh xin lỗi anh. Anh muốn xin lỗi em. Tại vì anh còn nợ em một lời cầu hôn tới đó bây giờ. Thì hôm nay nhân chương trình cho anh muốn gọi là hôn. Em làm vợ anh nha. Anh sẽ cố gắng sửa đổi những tật vô tâm của anh. Anh sẽ cố gắng lo cho em hạnh phúc tới cuối cuộc đời. Tin tưởng anh. Anh yêu anh. Hai bạn rất là đẹp đôi. Mình cũng đã trải qua rất là nhiều sóng gió thì mới đến được ngày hôm nay. Hôm nay thì chắc có lẽ là Thu cũng đã tọa nguyện rồi ha. Mình cũng đã coi như phụ nữ mà. Yêu thì cũng rất là nhiều, nhưng mà để có một người thành tâm với mình và người ta thật sự tôn trọng mình và có một cái lời cầu hôn như vậy thì chị nghĩ là bạn nữ nào cũng sẽ xúc động. Và chị em hy vọng rằng là qua những cái gì hôm nay chúng ta chia sẻ thì hai em cũng thấy được cái khuyết điểm, cái mà đối phương chưa có hài lòng về mình. Thì Phát đã hứa với mọi người rồi và chị tin là Phát chắc chắn sẽ làm điều đó. Chỉ có một điều duy nhất thôi là quan tâm đến bạn gái nhiều hơn, quan tâm đến vợ, đến vợ, gia đình mình rồi tất cả mọi người xung quanh nữa. Mình đừng có vô tâm quá thì người phụ nữ người ta chịu đựng, người ta không nói nhưng mà người ta sẽ rất buồn tội người ta nha. Rồi chúc cho hai em sẽ có một cái đám cưới thật là đẹp và sẽ có những đứa con rất là dễ thương trong gia đình của mình. Chúc hai em trăm năm hạnh phúc nha. Cảm ơn chị. Và trước khi mà nói lời chia tay chương trình thì bản thân chúng tôi cũng có một cái phần quà muốn dành tặng cho các bạn để hy vọng rằng đây sẽ là một cái niềm vui cho các bạn trong ngày trọng đại sắp tới. Ngay bây giờ sẽ là một phần quà của chương trình dành tặng cho các bạn. Có rất là nhiều phần quà ở đây và để xem rằng các bạn may mắn đến như thế nào để mà có thể đem về cho mình cái phần quà đó. Đầu tiên là chúng tôi có một cặp nhẫn cưới đến từ thương hiệu trang sức Hưng Phát USA trị giá 18 triệu đồng. Kế đến chúng tôi có một suất chụp ảnh cưới trọn gói áo cưới Milan trị giá 16 triệu đồng. Có một phiếu mua hàng đến từ Hưng Phát USA trị giá 3 triệu đồng. Chúng tôi cũng có một thẻ xem phim đến từ Cinebox trị giá 1 triệu đồng. Và đặc biệt hơn là chúng tôi có tới 4 bình sữa dành tặng cho các bạn lần. Vô chúng bình sữa đi em, về đẻ con liền luôn đó. Để coi nha. Và đó là hôm nay cái phần
quà mà lớn nhất là chiếc nhẫn trên tay của bạn rồi, và lời cầu hôn rồi. Bây giờ có bình sữa nữa, là về là chuẩn bị đám cưới xong là sinh em bé liền. Có động lực đúng không? Có động lực. Chúc mừng hai bạn và cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Yêu Là Cưới. Xin cảm ơn Phát và Thu. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa nhìn thấy được hai câu chuyện của hai cặp đôi rất là dễ thương ngày hôm nay. Tình yêu là như vậy đó, có thể đôi khi là muộn màng một chút xíu, nhưng mà nếu như đã thật sự yêu nhau rồi thì chúng ta hãy nắm tay nhau và đi đến cuối con đường quý vị nha. Và quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình Yêu Là Cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 và sẽ bắt đầu vào lúc 21 tháng 10 năm 2017. Xin mời quý vị hãy đón xem.